Xin chào mọi người và nhất là các em trai em gái tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Đây là video clip mình làm về vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Mậu Thìn của các em. Thì như đã nói ở cái phần mà tử vi cả năm hồi đầu năm thì năm nay là năm Mậu Tuất, đối với người tuổi Thìn thì là năm lục xung. Về địa chi nó có nhiều chuyện buồn phiền về tình cảm và gia đạo, tuy nhiên là về việc làm ăn thì không ảnh hưởng nhiều, tại vì cái thiên can chữ Mậu với lại chữ Mậu nó đồng hành, có nhiều điều tốt đẹp. Và người Mậu Thìn thì năm nay là thuộc là người mệnh mộc gặp năm bình địa mộc là đồng hành mộc, tuy nhiên là năm nay can Mậu nó thuộc dương, ngũ hành nó hợp hỏa, cho nên là hỏa rất vượng thì nó không tốt đẹp lắm cho người tuổi Mậu Thìn, nhất là các em mà nam mạng với cái sao Thái Bạch hành kim, nó sao chủ Thái Bạch hành kim nó chiếu vào mình vận vào thì nó sẽ không tốt đẹp lắm, hao tài và có một chút khó khăn về trong cơ thể, nó cứ cảm thấy như buồn phiền của mình. Nữ mạng thì cũng vậy, nữ mạng thì có sao Thái Âm, một cái sao gọi là may mắn danh lộc tốt, tuy nhiên nó sẽ không tốt đẹp về mặt địa chi. Do là Thìn gặp Tuất là lục xung, Thìn Tuất là lục xung thì trải qua 6 tháng đầu năm thì cũng không quá nhiều biến cố về công việc, về mọi thứ. Như các em đã trải qua thì do là 2 tháng, là tháng đây là tháng 5 âm lịch, là nay 24 tháng 5 âm lịch rồi, với lại 20 với một tháng 6 âm lịch là 2 tháng cực hỏa của năm Mậu Tuất, cho nên sẽ làm cho các em luôn luôn cảm thấy khó chịu và bức bối, nhiều chuyện buồn bực trong lòng, thậm chí là gia đạo sẽ có một cái điều gì đó không tốt đẹp, nhất là vào tháng 10. Rồi thì chuyển qua cái chủ đề chính là 6 tháng cuối năm cái vận hạn của các em nó sẽ ra sao. Thì tháng 7 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Thân, và tháng này là tháng Canh Thân. Tháng Canh Thân thì nó là thuộc mộc, như vậy mệnh là mộc đồng hành bổn mạng sức khỏe tốt. Khi mà mạng đồng hành với lại cái bổn mạng của chúng ta thì không có tương sinh, không có tương khắc gì cả, nó sẽ ra tốt đẹp, những cái tinh quân phúc tinh tài tinh sẽ có nhiều nhiều điều được hưởng lợi. Thiên can chữ Canh với chữ Mậu là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành Canh nó thuộc kim, Mậu thì thuộc thổ, cho nên là nó thuộc dòng tương sinh thổ sinh kim, cho nên là có thể sinh tài lộc, vì là cái tháng có mệnh mộc đồng hành nữa, tài lộc dễ dàng hanh thông. Tháng Canh Thân về mặt địa chi là Thân Tý Thìn tam hợp, và dấu hiệu của nhiều sự may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc nữa. Như vậy rõ ràng là tháng 7, một cái tháng theo thuyết của Phật giáo là một tháng cô hồn, có nhiều điều không tốt này kia, nhưng mà rõ ràng đối với người mà Mậu Thìn thì nhiều điều tốt đẹp. Mậu Thìn nam mạng có sao Thái Bạch đi nữa thì gặp tháng này thì cũng có nhiều điều tốt đẹp thôi, bởi vì mọi thứ nó đã ủng hộ mình về mặt tử vi, thậm chí là nạp âm ngũ hành cũng vậy. Hy vọng với cái nhóm tam hợp Thân Tý Thìn này sẽ đem lại nhiều may mắn, không những về tình cảm, về gia đạo, về các cái mối quan hệ, gặp mệnh mộc đồng hành nữa. Nếu như mà các cô mà gọi là đang thời kỳ độc thân, là ở độc thân thì đây là cái tháng rất là dễ sinh tình cảm và có cái tốt đẹp cho cái vận hồng loan và đạo hoa của mình ở trong cái tháng này, dễ sinh được tình cảm, có được cái tình cảm tốt đẹp. Đây là một điều rất là tốt cho người Mậu Thìn, nhất là người Mậu Thìn nữ mạng ha, vốn là những người khó chọn người thương. Tiếp tục tháng 8 âm lịch là tháng Trung Thu đó, tháng mà có Trung Thu đó thì là một tháng Dậu. Tháng này là tháng Tân Dậu, tháng Tân Dậu thì thuộc mộc, như vậy mệnh thì cũng giống tháng 7 là đồng hành mộc, bổn mạng sức khỏe tốt, không có vấn đề, có bệnh chút xíu thì cũng dễ dàng vượt qua. Thiên can Tân Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, mà Tân thì thuộc kim, Mậu thì thuộc thổ, cho nên vẫn thuộc cái vòng tương sinh thổ sinh kim, cho nên là tài lộc cũng dễ sinh thông.
Dậu và Thìn á thì là thuộc nhóm lục hợp, đem lại nhiều may mắn không những cho gia đạo mà còn cả công việc. Lục hợp nó còn hơn cả lục có tam hợp kia nữa của tháng nữa. Như vậy rõ ràng là tháng 7, tháng 8 là hai tháng rất dễ sinh tài lộc tiền tài, rất dễ có mối quan hệ mới và có nhiều cái điều mà tốt đẹp trong cái mối quan hệ cho gia đạo và cho nhiều thứ khác. Thì vì mộc thấy không, thì hai tháng này là mệnh đồng hàng, thiên can thì không xung không khắc về mặt tử vi, tuy nhiên về mặt mặt âm ngũ hành thì đều thuộc dòng tương sinh thổ sinh kim, rất là dễ có tiền tài. Địa chi thì một cái là tam hợp, một cái là lục hợp, rất dễ sinh ra những mối quan hệ mới, những cái điều mà tốt đẹp cho cái gia đạo. Như vậy những người mậu thìn rất là ok. Với mậu thìn mà nam mạng có sao thái bạch thì hao tốn chắc là tháng này sẽ không có, thậm chí là còn có tiền tài. Nữ mạng thì nếu là độc thân thì chắc chắn sẽ có được mối tơ duyên hoặc là có được một người bạn mà mình cảm thấy là ok. Tiếp theo là tháng 9. Tháng 9 năm nay là tháng Nhâm Tuất của năm Mậu Tuất 2018. Tháng Nhâm Tuất thì thuộc tháng Thủy. Như vậy mệnh là Thủy sinh Mộc, bản mệnh được tương sinh rất tốt. Khi mà bản mệnh được tương sinh thì các cái tài tinh và phúc tinh sẽ được hưởng lợi và làm cho cái nó vận hành tốt, cho nên là sẽ may mắn trong nhiều điều. Tuy nhiên là thiên can á, chữ Mậu của các em á, là khắc chữ Nhâm, thiên can khắc tháng, công việc dễ sinh rối rắm nhưng cũng dễ vượt qua. Do là Mậu khắc Nhâm cho nên là nếu có xảy ra rối rắm thì các em cũng khống chế được, cũng có thể giải quyết được, cũng có thể làm cho nó nhẹ nhàng đi và làm cho nó đỡ bớt tốn hao tâm sức của mình. Thiên can là vậy, địa chi thì càng không tốt hơn. Thìn gặp Tuất là lục xung. Lục xung là mô tả sự đối chọi chống đối nhau. Như vậy là trải qua hai tháng tốt đẹp nhiều điều thì tháng 9 với thiên can và địa chi đều là xung khắc, chỉ có được cái mệnh là thủy sinh mộc thì rõ ràng là có nhiều điều không tốt đẹp. Tại vì sao? Từ thiên can thì ảnh hưởng đến công việc, công việc, nhưng mà là dù mình có giải quyết đi nữa thì nó cũng tốn đầu óc, tốn sức khỏe. Thà nó không xảy ra chứ nó xảy ra rồi thì dĩ nhiên là mình phải có tốn công tốn sức chứ đâu có thể nào mà không mà hưởng được. Rồi địa chi thì gặp lục xung. Lục xung thì nó xung đủ thứ, xung cho cả gia đạo, xung cho các mối quan hệ ha, rồi xung cho các mối quan hệ đã từ xưa đã xây dựng có rồi, là nó sẽ ảnh hưởng luôn cả đến cái phần thiên can luôn, chứ không phải là chỉ có riêng phần gia đạo không. Cho nên là cần cẩn thận, là các em thì anh sẽ cần cẩn thận nhiều điều, nhất là công việc và gia đạo ở trong cái tháng 9, tháng Nhâm Tuất Thủy này của năm Mậu Tuất đối với người Mậu Thìn. Đặc biệt là các em Mậu Thìn nam với cái sao thái bạch chiếu mệnh thì gặp cái trường hợp mà thiên can tương khắc tháng, tháng khắc thiên can thì đều không tốt đẹp cả, dễ rất hay tốn tài ha. Để ý nha. Rồi tháng 10 là tháng Quý Hợi. Tháng 10 âm lịch năm nay là tháng Quý Hợi, mà như vậy tháng Quý Hợi là tháng Thủy. Như vậy mệnh là Thủy sinh Mộc, bản mệnh cũng tương sinh rất tốt ha, tốt cho các tài tinh và phúc tinh, giống như tháng 9. Thiên can thì rất là tốt đẹp, Mậu của các em nó hợp với Quý, gọi là thiên can thuộc ngũ hợp. Đây là sự hợp đa lễ, chủ về chủ lễ, công việc rất dễ sinh tài lộc và phát sinh những mối quan hệ, và cái chữ lễ mà tạo cho cái mối quan hệ nó kháng khích hơn, nhiều điều tốt đẹp. Hợi với Thìn thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy gặp cái thiên can ngũ hợp cộng với thủy sinh mộc, các tài tinh các phúc tinh được tốt đẹp, như vậy thì nó sẽ đem nhiều điều rất là ok cho cái người tuổi Mậu Thìn, đặc biệt là những người mà có sao thái âm. Các em nữ ha có sao thái âm và cái vận hồng loan và đào hoa nó vận cực kỳ mạnh ở trong cái tháng 10 này. Như vậy thì rất tốt đẹp. Tháng 10 trải qua tháng 9 không được tốt đẹp lắm thì tháng 10 trở lại cái sự tốt đẹp cho người tuổi Mậu Thìn. Từ người Mậu Thìn thì như đã nói thì ở đến trước phần trước thì em nói là 6 tháng đầu năm nó sẽ có nhiều cái rắc rối, nhưng 6 tháng cuối năm với cái vận hạn với cái thiên can thì nó tạo ra nhiều điều
rất tốt đẹp, không có đến nỗi nào. Rồi tiếp đến là tháng Giáp Tý, tháng 11 âm lịch. Tháng này là một tháng kim. Đối với người mệnh mộc gặp tháng kim là kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng, bổn mạng có thể gặp nguy nan. Tự vì sao? Tự vì tháng dù gì đi nữa thì năm nay cũng là năm lục xung thần túc ha. Như đã nói thì năm nay là can mậu thuộc dương, ngũ hành đã hợp hỏa cho nên nó đốt cái người mệnh mộc rất nhiều. Gặp cái tháng mà tương khắc bổn mệnh như vậy thì cần cẩn trọng nhiều điều, coi chừng xảy sát tay chân với các người nữ, với thái âm. Và cái hạn đó, cái hạn là hạn là tam kheo xây sát tay chân nhẹ, cho nên là cần cẩn thận cái việc xây sát tay chân của mình ha. Rồi thiên can chữ giáp của Giáp Tý nó khắc cửa mậu, tháng khắc thiên can công việc không tốt ha, công việc rất là dễ sinh rối rắm và lâm vào bế tắc, đặc biệt với những người mà dính sao thái bạch, nam mạng, nam mạng mậu thìn dính sao thái bạch. Đây là tháng cực kỳ dễ tốn tiền, dù rằng tháng này theo theo địa chi là tháng có nhóm tam hợp ha, thân tí thìn là dấu hiệu của nhiều sự may mắn không chỉ cho gia đạo mà cho cả công việc. Tuy nhiên tháng 11 này là tháng Giáp Tý bị kim khắc mộc, là cái tinh quân và các cái phúc tinh và tài tinh là coi như không có tác dụng ở trong tháng này. Tại vì bổn mạng bị khắc tương khắc thì những cái phúc tinh và tài tinh nó sẽ bị chế hóa rất nhiều, không có làm được cái điều tốt đẹp cho cái bản thân của người mậu thìn. Giáp thì khắc mậu, tháng khắc thiên can, công việc rơi vào bế tắc, cực kỳ dễ dàng rơi vào bế tắc. Được cái địa chi, tức là địa chi thì nó phần nhiều về gia đạo và các mối quan hệ xã hội. Thì phần địa chi thân tí thìn này tam hợp cũng đem lại chút may mắn thôi. Hy vọng với cái tam hợp này nó có sẽ giảm bớt, chế hóa bớt những cái tương khắc về mệnh này, tương khắc về thiên can cho các em, nhất là các em mộng thành nam mạng, để mà có được cái sự bớt tồn tại. Hy vọng là gia đình là cái chỗ dựa tinh thần vững chắc để mà các em vượt qua cái tháng đầy cái sự xung khắc này. Rồi tiếp tục là tháng 12, tháng Ất Sửu, tiếp tục là một tháng kim. Thì bổn mạng cũng giống tháng 10 là kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng, thậm chí bổn mạng còn có nguy nan, đặc biệt tránh đi xa. Tháng này nên an phận ở vòng vòng nhà thôi. Thiên can mậu ất ha là cung hàn, mậu với ất là không xung không khắc, là trạng thái cân bằng tự chủ. Thiên nhiên là mậu thì thuộc thổ, ất thì thuộc mộc, cho nên là mộc về mặt nạp âm ngũ hành là bị tương khắc, mộc khắc thổ, cho nên là thiên can cũng không ngon lành, có thể là gây ra hao tài nhưng không lớn, không khó khăn như tháng 11. Địa chi sửu thìn thì thuộc nhóm tự hình ha, thìn tức sửu mùi, thìn sửu là thuộc nhóm tự hình. Mà tự hình đó thì đem đến nhiều điều không tốt đẹp, cho nên là không có ok lắm cho mọi điều. Rõ ràng là với cái tháng như thế này ha, thiên can mệnh thì kim khắc mộc, thiên can thì mậu ất này về mặt là âm ngũ hành là tương khắc dễ gây hao tài, sửu thìn thì thuộc nhóm tự hình dễ gây rắc rối cho gia đạo. Như vậy thì tháng 12 rõ ràng còn tính ra là nó không rõ, không rõ ràng như cái tháng tháng 11, nhưng mà nó cũng đem nhiều điều rõ ràng khó khăn chứ không phải là tốt đẹp gì. Như vậy tháng 11, tháng 12 rõ ràng sẽ đem lại cho các em nhiều điều phiền toái và khó khăn, cả nhất là cái phần bổn mạng nó ảnh hưởng luôn cho đến cái phần công việc. Còn cái phần mà địa chi thì chỉ có tháng 12 thì nó rắc rối tí xíu, các mối quan hệ của tháng 12 hoặc là gia đạo của tháng 12 gì đó thì nó có rắc rối một chút xíu thôi, chứ còn tháng 11 thì còn đỡ đần. Nhưng rõ ràng tháng 11, tháng 12 thì bổn mạng và công việc của các em cần cẩn thận nếu không muốn là rơi vào chuyện bế tắc. Như vậy là anh đã tổng hợp xong
cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Thìn, cho người tuổi Mậu Thìn. 6 tháng cuối năm Mậu Tuất này á thì có 2 tháng là tháng 7, tháng 8 rất tốt đẹp ha. Tháng 9 thì hơi khó khăn, tháng 10 thì đã đỡ, tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì tiếp tục lại là khó khăn. Như đã nói thì người tuổi Thìn gặp năm Tuất thì là năm không tốt, bị hình thái tới làm cho nhiều điều nó không có suôn sẻ, không có tốt đẹp. Nhưng nếu như vận dụng nó ở cái người sao Thái Âm, tức là nữ mạng, thì rõ ràng là tốt đẹp, dễ sinh tình cảm mới cho những cô nàng còn độc thân, vui tính ha. Hy vọng rằng là những cái thông tin này sẽ giúp ích được cho các em trong cuộc sống trong 6 tháng còn lại của năm Mậu Tuất 2018, để có được một cái kết của cuối năm viên mãn, vui vẻ và có được những cái gì mà các em mong muốn. Các em xem thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ ở bên dưới. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video tiếp theo về tử vi, có thể là tuổi của mình, vận hạn của người thân để mà phòng tránh. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.